Xin chào tất cả các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại sân trung tâm PVF tại Hưng Yên, nơi đã vừa diễn ra xong trận chung kết U21 quốc gia giữa U21 Hà Nội và U21 Nutifood. Các cầu thủ U21 Nutifood vừa công kênh huấn luyện trưởng Gourmet Grechen, hay còn gọi là thầy Zom, bởi vì ngày hôm nay họ đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Quốc Việt ở những phút cuối cùng của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng giúp cho U21 Nutifood giành chức vô địch U21 quốc gia trong ngay lần đầu tiên tham dự giải. Còn về ông Gourmet Grechen, đây là lần đầu tiên ông giành chức vô địch sau 4 lần vào chung kết và không thành công. Sau đây là phần trả lời phỏng vấn của ông Gourmet Grechen. Ông có nói rằng sau hơn 1 năm rưỡi xa cách thì các cầu thủ U21 Nutifood mới có thể tập luyện cùng nhau với thời gian 2 tháng. Tuy nhiên, thời gian ấy là đủ để kết nối anh em cầu thủ lại với nhau, tạo nên một sự đoàn kết trong tập thể. Xin chúc mừng tất cả các cầu thủ khi chúng ta đã là nhà vô địch. Ở trận đấu này, bên đội Hà Nội FC mạnh hơn, khỏe hơn nên đã chơi lấn lướt hơn. Nhưng chúng tôi đã lựa chọn đúng thời điểm để giành chiến thắng. Mục tiêu ban đầu của đội chỉ là vào vòng chung kết. Sau khi đạt được rồi thì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là vào top 4, tức là vào vòng bán kết. Và khi đã vào đến vòng bán kết thì chúng tôi khẳng định rằng mình sẽ cố gắng hết mình để chơi, có thể giành chức vô địch hoặc không cũng không sao cả, miễn là chúng ta sẽ chơi cùng nhau và chơi một trận thật tốt. Các cầu thủ ở đây đều đã chơi 4 trận chung kết với tôi và đều thua. Vì thế, các em rất muốn đổi màu huy chương. Và ngày hôm nay, chúng tôi đã đổi được màu huy chương. Xin chúc mừng tất cả các cầu thủ một lần nữa. U21 Nutifood ngoài việc giành chức vô địch thì cũng đã giành thêm giải phong cách của giải U21 quốc gia. Ngoài ra, cầu thủ Nguyễn Quốc Việt đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, cầu thủ vua phá lưới của giải và cũng ám phần thưởng cầu thủ duy nhất ghi bàn thắng trong trận chung kết giữa U21 Hà Nội và U21 Nutifood. Déjà un de se retrouver ensemble après un an et demi sans être ensemble.